Điện máy, trang trí nội thất, điện lạnh, điện gia dụng Thuận Thắm xin kính chào quý khách, tưng bừng khai. Điện máy, trang trí nội thất, điện lạnh, điện gia dụng Thuận Thắm xin kính chào quý khách, tưng bừng khai trương, khuyến mại cực lớn. Điện máy, nội thất Thuận Thắm xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại, giảm giá tất cả các mặt hàng, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Khai trương từ chủ nhật 23/4/2023 đến hết 20 ngày sau. Đón hè sang, rộn ràng khuyến mại, giảm giá cực khủng các mặt hàng điện máy, điện lạnh, nội thất, đồ gia dụng, giảm giá từ 10-49% cho tất cả các mặt hàng. Mua sắm thả ga, không lo về giá, siêu ưu đãi cực lớn, giảm giá từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho tất cả các mặt hàng. TV 32 inch giảm chỉ còn 3.200.000 đồng. TV TCL 43 inch giảm chỉ còn 6.500.000 đồng. Loa kéo Nanomax giảm chỉ còn 2.300.000 đồng. Loa kéo 4 tấc giảm chỉ còn 4.900.000 đồng. Tủ lạnh Panasonic 160 lít giảm chỉ còn 4.500.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 251 lít giảm chỉ còn 6 triệu đồng. Máy giặt Aqua 9 kg giảm giá chỉ còn 5.400.000 đồng. Máy giặt Samsung 9 kg giảm giá chỉ còn 5.500.000 đồng. Máy lọc nước siêu sạch giảm chỉ còn 3.999.000 đồng. Máy lọc nước hai vòi nóng lạnh giảm chỉ còn 5.900.000 đồng. Máy lạnh Samsung giảm giá chỉ còn 7.900.000 đồng. Máy lạnh Aqua 1.5 HP giảm giá chỉ còn 9.999.000 đồng. Bộ salon tràm bông vàng giảm chỉ còn 6.500.000 đồng. Bộ salon gỗ tự nhiên tay 10 giảm chỉ còn 9.500.000 đồng. Bộ bàn ăn 6 ghế giảm chỉ còn 5.500.000 đồng. Bộ bàn ăn 8 ghế cẩn xa cừ giảm giá chỉ còn 9.500.000 đồng. Tủ thờ gỗ 4 chân giảm chỉ còn 3.900.000 đồng. Tủ TV gỗ 1m8 giảm chỉ còn 3.900.000 đồng. Giường gỗ xoan đào 1m8 giảm chỉ còn 4 triệu đồng. Ly văng cam xe giảm chỉ còn 9.900.000 đồng. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng khác như tủ nhựa, tủ nhôm kính, đệm cao su với đầy đủ kích thước, tất cả đều được giảm giá. Gian hàng đồ gia dụng giảm giá cực sốc như nồi cơm điện, bếp từ, bếp ga, chảo lẩu đa năng, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố, két sắt đều được giảm giá kèm quà tặng. Chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng về điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, nội thất cao cấp, sản phẩm chính hãng chất lượng cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với kiểu dáng phong phú, giá thành hợp lý, mang đến nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng. Hãy nhanh chân đến với điện máy, nội thất Thuận Thắm để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý, khu cũ đổi mới. Quý khách hãy mang đồ cũ hỏng bất kỳ đến điện máy, nội thất Thuận Thắm để đổi lấy đồ mới 100% với trợ giá cực kỳ hấp dẫn. Bán hàng trả góp lãi suất 0%, thủ tục nhanh gọn, xin hàng về ngay. Điện máy, nội thất Thuận Thắm, bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ chúng tôi bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại chúng tôi khuyến mại nhiều hơn. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại nhà cho quý khách. Nhanh chân đến điện máy, nội thất Thuận Thắm mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Điện máy, trang trí nội thất, điện lạnh, điện gia dụng Thuận Thắm. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại: 0779777967 hoặc 0378912915. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy, trang trí nội thất, điện lạnh, điện gia dụng Thuận Thắm xin kính chào quý khách, tưng bừng khai trương, khuyến mại cực lớn. Điện máy, nội thất Thuận Thắm xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại, giảm giá tất cả các mặt hàng, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Khai trương từ chủ nhật 23/4/2023 đến hết 20 ngày sau. Đón hè sang, rộn ràng khuyến mại, giảm giá cực khủng các mặt hàng điện máy, điện lạnh, nội thất, đồ gia dụng, giảm giá từ 10-49% cho tất cả các mặt hàng. Mua sắm thả ga, không lo về giá, siêu ưu đãi cực lớn, giảm giá từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho tất cả các mặt hàng. TV 32 inch giảm chỉ còn 3.200.000 đồng. TV TCL 43 inch giảm chỉ còn 6.500.000 đồng. Loa kéo Nanomax giảm chỉ còn 2.300.000 đồng. Loa kéo 4 tấc giảm chỉ còn 4.900.000 đồng. Tủ lạnh Panasonic 160 lít giảm chỉ còn 4.500.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 251 lít giảm chỉ còn 6 triệu đồng. Máy giặt Aqua 9 kg giảm giá chỉ còn 5.400.000 đồng. Máy giặt Samsung 9 kg